Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quân từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp Momo được cộng 20% này, và ắc liên quân trắng thông tin các bạn nhá, hoàn toàn trắng thông tin nhá. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website arcotgarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ có 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp Momo các bạn sẽ được cộng thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này đấy. Đây là cái hầu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 4. Đích 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này đấy, các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop mơ sướng.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một web shop khác nào nữa đâu. Các web shop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello hello, xin chào tất cả các bạn, và chào các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi gắm cho tất cả bằng clip Omen đi đường cái đối đầu với Arthur các bạn nhé. Các bạn hãy nhìn cái cách mình đang solo queue với Arthur. Đấy, các bạn thấy mình lên level 2 trước nào không? Đó là cái cách mình đánh nhau với Arthur, nhưng trong quá trình đánh nhau mình sẽ đánh quái các bạn nhé. Đấy là cái mà mình luôn dí khi tất cả các bạn trao đổi chiêu thức bất kỳ một cái vị tướng. Đây rồi, hai hàng sánh lè luôn. Khi tất cả các bạn chơi một vị tướng nào đi đường kinh công và bất kỳ vị tướng nào đi chăng nữa, nếu các bạn muốn trao đổi chiêu thức thì các bạn sẽ bắt buộc phám ba con lính trước hoặc lên level 2 trước đối phương. Thì khi trao đổi chiêu thức thì chúng ta sẽ có cơ hội win rất là cao các bạn nhé. Đấy, thường thì chúng ta sẽ mắc một cái lỗi là chúng ta đánh nhau khi thể tiếp địch lắm, mà đánh mình cũng rất là cay cú, mình sẽ trả đám lại, nhưng chúng ta chỉ tập trung đánh nó mà không farm lính thì chúng ta sẽ không có được level 2 sớm, mà chúng ta sẽ bị giết rất là sớm ở đầu game. Đây là Arthur mắc một cái lỗi rất là trầm trọng. Hy vọng các bạn chơi một vị tướng nào đi kinh công thì đây là một cái kinh nghiệm chia sẻ rất thực tế cho tất cả các bạn nếu muốn trao đổi chiêu thức ở level 1 ở đấy giàn đầu game. Và Omen thì trước khi đến với chuyên sâu Omen thì mình xin phép nói một chút, đó chính là trong những ngày vừa qua mình có livestream lại thì mình sẽ chưa có làm clip hướng dẫn lại tất cả các bạn, và mình có cắt những clip livestream đó để đăng lên cái kênh để cho các bạn kiểu xem tạm thôi. Còn thực sự là các bạn phải hiểu là khi mình livestream thì mình đã dồn rất nhiều thời gian vào livestream rồi đấy, và mình sẽ không còn thời gian nhiều để làm clip lại nữa, thì mong các bạn thông cảm. Cho nên đang mình sẽ cố gắng mình sẽ làm clip thường xuyên lại, và thực sự làm một cái clip rất là khó, không phải lấy gì đâu các bạn ạ. Các bạn nhìn một clip như đơn giản như vậy thôi, nhưng mình có thể làm mất cả nửa ngày, và thậm chí có mất cả một ngày để làm một clip để hướng dẫn theo cái chỉ tiêu mình đi ra. Chẳng hạn clip ngày hôm nay mình muốn làm hướng dẫn Omen kiểu đánh được cái thể trận tốt đấy. Ví dụ gặp một trận đấu mà ví dụ như là 8-9 phút nó win ten ấy, đấy thì lại phải làm lại, hoặc gặp một trận đấu mà ví dụ như là rườm ra hoặc dài quá mình cũng phải làm lại. Đấy, cho nên nó không phải đơn giản đâu. Cho nên một clip như thế này thì nó phải mất rất nhiều thời gian của mình, cho nên mong các bạn thông cảm. Mình có mục đích là cùng mong muốn để có thể là ra một clip và kết thúc cái livestream, nhưng mình sẽ cố gắng sắp xếp. Và cái tiếp theo, các bạn đang nhu cầu mua quân huy hoặc là các bạn muốn nick theo yêu cầu thì vào shop mới sướng hoặc liên hệ vào số Zalo của mình các bạn nhé. Đấy rồi, bây giờ thì mình sẽ giết thằng Esu này các bạn này. Rồi ok, ngon lành rồi, Triệu Vân các bạn nhé. Con chiêu 2 là Black này đây, cho này chưa bán đi, xong mình sẽ kích hoạt chiêu 2 để kháng hô như sát thương của Triệu Vân luôn. Đấy, cấn hết trong một tinh đánh đầu tài thì chiêu 2 mình lấy hôn. Đấy, khi qua cái phá vừa rồi các bạn nhìn thấy được cái gì không? Khi tất cả các bạn chơi Omen thì cái điểm mạnh của Omen nó sẽ đến từ hai cái. Thứ nhất, đó chính là những đòn đánh nội tại khi đang còn trong cái nổ đỏ thì mỗi đòn đánh của Omen nó rất là mạnh, và kèm theo mỗi đòn đánh thương thì nó sẽ được hồi chứa một chỗ ổi kiếm há này thì xong, vì biệt cũ nó chiêu hái vừa hết phải đấu chứ. Rồi Toàn, chào các bạn. Đấy, thì mình chỉ muốn các bạn nắm bắt hai cái điểm mấu chốt của mình, đó là chiêu hái và cái nội tại. Đấy, hãy nhớ cho mình hai cái điểm đấy. Chiêu hái, nếu các bạn biết dùng chiêu hái đúng lúc thì các bạn sẽ né được thang tà sát thương, và Omen sẽ quay trở lại trả sát thương rất tốt. Đấy, và trong quá trình chiêu hái đấy, các bạn dùng hợp lý thì khi kích hoạt được cái nội tài nó đánh liên tiếp vào người nó, đây cái phá này, chơi nó luôn, thì các bạn sẽ hồi được chiêu hái rất nhiều lần, và trong một combat chúng ta sẽ dùng được ổi tốc biến cái phá này phát. Trong một combat các bạn sẽ dùng chiêu hái được tầm 3 đến 4 lần thì coi như là Omen bất tử các bạn nhé. Nó giảm sát thương cực kỳ sắc sảo luôn. Ôi cái thằng ngủ không đẹp mình anh em ạ. Đấy, cho nên là hy vọng cái đầu tiên mình muốn gửi gắm các bạn đó chính là chiêu 2, các bạn sẽ phải dùng cực kỳ chuẩn xác để cho nó dồn sát thương. Nói chung cái đòn nào
to nhất của nó thì nó sẽ né là dùng chiêu 2 và lao lên đánh thương như vậy thôi. Đây là một vị tướng gọi là đánh cần chiến. Thì cái lối chơi của nó sẽ khác với những vị tướng khác. Chẳng hạn là cần chiến khác với thằng Na nhá. Lối chơi thằng Na có thể là bay nhảy khắp map, nhưng thằng Omen thì không có điều kiện để bay nhảy khắp map. Nó chỉ có một điều kiện là chọn một đường để đẩy thẳng luôn, lấy lợi thế. Vốn gì Omen là một vị tướng có thể cân 2, có thể cân 2, thậm chí là cân 2 sát thủ, thậm chí là cân 2 đấu sĩ. Đấy là một vị tướng cân 2 rất là bền vững, rất là tốt. Cho nên việc chúng ta chọn ưu tiên một đường để chúng ta đẩy làm cái lối chơi đặc trưng của Omen. Và cái tiếp theo rằng đây, mình sẽ di chuyển đơn lẻ và bắt lẻ mục tiêu. Chẳng hạn như thằng Thiều Vấn thì nó, các bạn bật chiêu 2 lên, ồ rồi, cái phá bị gì, mình bật chiêu 2 hơi chậm các bạn nhé, nhưng không sao, vẫn ăn được họ. Đấy, cho nên là mình sẽ tập trung di chuyển. Nói chung là khi cái giai đoạn bây giờ này, mình sẽ di chuyển đơn lẻ và bắt lẻ. Omen không phù hợp cho có mắt tổng. Nếu các bạn pick Omen để có mắt tổng thì các bạn đang đặt sai vị trí Omen, các bạn chơi không hiệu quả là đúng các bạn nhé. Nhiều bạn khi các bạn pick một vị tướng, các bạn không biết cái hoạt động, cái vai trò của vị tướng đấy, mà các bạn được bắt một con chim mà đi bơi dưới nước thì các bạn sẽ thấy vị tướng nó yếu và các bạn chơi luôn luôn yếu là vì vậy. Cho nên trong một trận đấu này, khi các bạn pick Omen thì các bạn sẽ phải xác định mục tiêu tiêm địch ra. À, game này mình sẽ solo cứu thẳng thằng này, chẳng hạn trận này Arthur đi, trận này mình solo win Arthur và thậm chí mình sẽ cấn được Arthur ngủ không, hoặc cấn được ngủ không Triều Vấn thì mình cân hái được. Thì trong trận đấu này, cho dù có tím có thọt, tím mà như thế nào đi chăng nữa thì cái bài đầy lẻ của mình nó sẽ còn rất là mạnh. Nếu các bạn mà chọn Omen mà bị những cái vị tướng khắc chế, các bạn solo cứu không được thì chúng ta sẽ bị phế rất là nhiều. Phế thứ nhất là chúng ta bị phế hẳn cái lối chơi đầy lẻ một đường đấy. Cho nên là không phải trận đấu nào Omen cũng chơi tốt, hoặc là chúng ta pick Omen để mà giành con bắt tổng của mình tím đấy, thì đó là một cái sự không phải sở trường của Omen. Cho nên các bạn phải cân nhắc Omen cái vai trò của nó, đầy lẻ, đi đơn lẻ, bắt lẻ mục tiêu đấy. Hãy nhớ cho mình những cái điểm mấu chốt đấy. Còn đây, con đánh làm sao cho tốt để kích hoạt được nội tài sớm đi. Nói chung là khi các bạn kiểu cảm giác như là các bạn chuẩn bị vào combat thì các bạn cũng có thể là đánh vài con lính ở những cái gần đường gần đấy, các bạn sẽ kích hoạt cái nội tài nhanh hơn. Rồi các bạn vào combat. Còn chiêu 3 của Omen thì chúng ta nếu mà có mắt tổng hoặc là như nào đấy thì chiêu 3 của Omen nó rất là tốt. Chúng ta có thể là combo chiêu 3 tốc biến để bay vào trong xạ thủ của nó. Nhưng trận đấu này thì mình sẽ chơi theo thiên hướng là tròn một đường để mình sẽ đẩy và mình sẽ lấy lợi thế cho tất cả các bạn. Cân 2 cân 3 các bạn thấy nó rất là mạnh các bạn nhé. Omen nó một vị tướng lên nửa đám nửa tánh, nó không lên hẳn. Để rồi, chạy đi đâu, Kiều Vấn nó gặp mình thì nó đến từ kia anh em ạ. Ôi dồi ôi. Đấy, cho nên là Kiều Vấn là một vị tướng nó kiểu như nào ta. Nói chung vẫn áo được thằng Omen, nhưng phải chơi thằng Omen hết chiêu 2 ấy, thì dồn mất tích luôn. Nếu mà Kiều Vấn các bạn nhé, thì nôm na các bạn đối đầu với Omen đơn giản là các bạn thường thấy khi mình cầm na hoặc cầm các vị tướng nào đối đầu với Omen, các bạn thấy không, khi nào bật chiêu 2 mình không dồn đâu, mình sẽ đứng có một khoảng cách một chút để Omen không thể đánh được, tiếp cận được mình, thì lúc đó mình sẽ phải zone đá nó các bạn nhé. Khi hết chiêu 2 thì mình phải zone Omen. Còn các bạn nam mà một bắt Omen mà các bạn zone hết sát thương của nó mà khi nó bật chiêu 2 các bạn sẽ thua, không bao giờ ăn được đấy. Các bạn thấy chưa, bật chiêu 2 là bắn con 400 máu, coi như là chả mất máu. Đối với thằng Omen lên tánh như này, lên cả đám cả tánh như này, coi như hầu như là không mất máu đấy. Còn không bật giáp là 1600 máu nha các bạn nhé, thấy chưa. Thực ra mà nói ấy, thằng Omen nó lên kiểu đô như thế này ấy, nó rất là yếu. Yếu ở đây là khi không phải chiêu 2 nhé, các bạn zone chết được. Đấy, trừ khi Omen thân tánh thì mình không nói, nhưng nó lên nửa đá nửa tánh. Thì thực ra nếu các bạn mà, đây cái pha này mình sẽ, đây, chứ nó luôn chiêu 3, quật chiêu 2. Đấy, rồi, ồ rồi, ôi rồi, thôi bật kịp giết. Rồi bật chiêu 2, thằng ngủ không đập quật luôn. Các bạn thấy chính không? Một combo ngủ không mà giết mình 1 tỷ máu các bạn ạ. 1 tỷ máu của mình mà thằng ngủ không nó đập 1 tỷ chứ hay kính gì luôn. Đấy, rồi tạm thời như vậy thôi. Và cái lối chơi thì các bạn nhìn thấy đấy, các bạn thấy cực kỳ đơn giản nhé. Mình di chuyển cái nào đơn lẻ thôi, bắt lẻ mục tiêu. Nói chung hạn chế giao tranh có mắt tổng nhất có thể nhé, hạn chế nhất có thể. Đấy, cái lối chơi Omen thì nó kiểu cảm giác như các bạn nào mà chơi Omen mà thuần đầy lẻ nó rất là khó chịu. Để mà tìm địch nó công nha, ví dụ như một thằng thủ Omen không bao giờ được, ít nhất phải 2 thằng 3 thằng mới thủ được Omen mà giết được nó. Mà 2 thằng 3 thằng mà tím mình mà biết chơi, 4 thằng còn lại nó cống đường, nó rất là khó các bạn nhé. Cho nên thực sự Omen phù hợp cho những cái tím mà chúng hiểu ý nhau. Thường thì chúng ta sử dụng Omen ở những cái đánh cao ấy thì nó sẽ hiệu quả hơn những cái đánh thấp rất là nhiều. Bởi vì thứ nhất, cái đánh cao người ta nhìn phát là hiểu ý, người ta biết tím mình Omen là biết chơi như nào luôn.
Còn mình dù đánh những cái đánh vàng hay đánh kim cương hay là ấy mình không phải ý kế trách, nhưng mà đó là cái đây kiểu hai này, chiêu hai mình hồi liên tỏ thì làm gì ai đập được mình đâu, các bạn thấy chưa, ác không đấy. Chiêu hai chuẩn bị hồi này đấy, hồi đập nội tải lại hồi tiếp chiêu hai này đấy, khiếp không, coi như là cái thằng á thất đập mình có mất máu đó mà anh em mà coi như đập coi như á thất đập mình không mất máu luôn, các bạn thấy ác không đấy. Cứ đi một đường thôi, hai thằng hiện tại bây giờ hai thằng không bao giờ giết được con mẹ, các bạn thấy ác không, bắt buộc phải ba thằng mà bắt được mình ấy thì tìm mình bốn thằng con này làm gì đấy. Và cái ý nó mình phải chế cách những cái đánh thấp, mà những cái đánh thấp ấy thì người ta thường không có cái tiếng nói chung, không có một cái hiểu ý đâu, thường người ta đang sử dụng những cái vị tướng nó còn chưa hiểu nhiều, chẳng hạn ví dụ như cái đánh vàng chẳng hạn, khi người ta pick omen thì người ta vẫn chưa hiểu được cái tính chất của omen chơi như nào đấy. Thường những cái đánh vàng thì những các bạn vừa phải tập chơi game, vừa tập chơi game thì chưa hiểu nhiều, cho nên là omen mình nghĩ là nó sẽ không phù hợp ở những cái đánh thấp đó đấy. Theo mình đánh giá nghĩ là như vậy, omen nó sẽ rất hiệu quả với những cái người mà nó hiểu được omen, nó chơi biết omen nó đầy lẹ để tìm bốn cái con này chơi như nào, thì đấy là một cái team gọi là perfect luôn, chơi cực kỳ kinh dị, và hầu như thằng omen nó gây áp lực một đường rất là lợi thế cho tất cả bạn để chơi. Về chốt clip này thì mình mong muốn gửi các bạn như nào ạ, khi tất cả các bạn chơi bất kể một cái vị tướng đi đường kinh công nào thì mình khuyến các bạn nếu đánh nhau thì phải đánh sát con lính đó để các bạn được phám lính để lên level 2 sớm hơn đối phương, hoặc tận dụng phám trước lính rồi đánh nhau đấy. Thì đó là cái thứ nhất để cho các bạn biết để khi bắt đầu đi đường kinh công. Cái tiếp theo chúng ta sẽ vận dụng chuyên sâu vào những chiêu thức của Omen để chúng ta chơi chiêu 2, là gọi là cái quan trọng nhất của Omen, đó chính là né sát thương đấy. Khi chúng ta né sát thương rồi thì chúng ta sẽ tập trung đánh vào những vị tướng và cách chọn mục tiêu, cách cài đặt là chúng ta sẽ đánh chọn vào gần nhất nhá. Mình sẽ để vào cái gần nhất chứ không để phân tâm máu thấp nhất hay như nào đó. Mình muốn Omen được đánh xuyên suốt bất kể là vị tướng nào. Mình muốn Omen cái lượng sát thương được gây ra liên tục, không được bị dừng một nhịp, không được dừng hai nhịp, để mình lấy cái nội tài của nó và mình sẽ được hồi những chiêu thức của nó để đánh liên tục. Đấy là cái cách cài đặt. Thì tất cả những gì, con trận đấu này không có late game, không có late game, nếu có late game đi chăng nữa thì mình sẽ ưu tiên như nào ạ, combo chiêu 3 tốc biến vào những vị tướng chủ lực của nó. Chẳng hạn như thằng nào, ok, như xạ thủ thì địch là thằng Esu đi, thì bây giờ mình sẽ đi tìm Esu để sẽ làm cho các bạn màu một cách này, để các bạn biết được các bạn cách chơi với late game như nào. Đây, chẳng hạn là tiểu vấn đầy đường này. Đấy, mình sẽ vào từ. Đấy, tiểu vấn đây rồi, chạy được con sâu. Đấy, từ nó dồn đá mình sẽ giúp chiêu 2 chạy đâu, chuẩn từ á. Đấy các bạn nhé. À, hết chiêu 2 rồi, nhưng mà tiểu vấn cũng có đá các bạn. Ôi rồi hai thằng lại cân 2 các bạn ạ, khổ lắm. Thêm thằng nửa được, thêm một thằng nửa cũng được ngủ khống nhá. Đấy, ngủ khống gặp ôm mén mình là thật các bạn nhé, là một cái con ba nó khắc chế thằng ngủ khống cực kỳ cứng, không có bị tưởng nó khắc chế thằng ngủ khống, nó cứng băng cái thằng ôm mén đấy luôn đấy. Cho nên là thực sự ngủ khống gặp ôm mén nó tắt điểm toàn thân rồi. Cái pha này còn chưa ba đây, Esu các bạn nhé, từ 5 giây, 3 4 3 đây mình sẽ nhốt thằng Esu lại này. Mình vừa có bắt lết game này đấy, mình sẽ nấp di chuyển vào cái nơi không của sai nhé, để chờ xạ thủ nó đã, mình sẽ bắt thằng xạ thủ nhá. Đấy, để Esu tăng hình đấy rồi. Ui sời, chảy được con xấu cần luôn, ngủ không giảm đập mình anh em ạ. Tôi không đập mình thì mình sẽ đập thằng này vậy. Trời ơi, nó mảnh gì luôn các bạn nhé. Đấy, thì mình nghĩ là clip này là kết thúc rồi, và hy vọng các bạn hãy để lại cho mình một ý kiến phía dưới phần comment các bạn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn đấy mà. Yêu, bye bye.